Vâng, chương trình văn nghệ của trường Trung học Thông Minh Khiêm tại hội diễn văn nghệ đầy máu cơ 2019 đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc quý đại biểu, khách quý, chúc giám khảo, quý khách thân thương, quý khách mới an khang thịnh vượng, đạt sự như ý.